Tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp các cái sản phẩm Hàn Quốc cho mọi người nha. Những cái sản phẩm này là mình bán cũng tương đối là chạy đó. Đây. Đây là cái viên uống bổ xương khớp Càng Đông. Bổ xương khớp Càng Đông nha mình. Đây. Ở đây ha. Cái này nó đó. Vậy thì cái viên uống mà xương khớp Càng Đông này á, nó có những công dụng gì? Thì trong những cái sản phẩm về xương khớp là bao giờ nó cũng có là glucosamine. Nó có glucosamine trong này nha mọi người. Thành phần của nó mình sẽ làm. Cái thành phần trong này là gồm có glucosamine. Là viên uống hỗ trợ xương khớp của Hàn Quốc với sự kết hợp 17 thành phần cần thiết cho việc duy trì một cái bộ xương khớp khỏe mạnh, tăng cường độ dẻo dai cho hệ xương khớp, hỗ trợ làm giảm các dấu hiệu tuổi tác tới xương khớp. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho cả nam và nữ thường xuyên di chuyển, hoạt động mạnh hoặc chơi thể thao. Như vậy những người nào hoạt động mạnh chơi thể thao thì chúng ta cũng cần bổ sung cái glucosamine ha, cho xương khớp. Rồi, công dụng là giúp xương chắc khỏe, kích thích tế bào sụn, sản xuất và ức chế enzyme phá hủy sụn khớp, là làm giảm sự hình thành các gốc tự do, hỗ trợ các bệnh về thoái hóa khớp, viêm đau khớp, giúp phục hồi chấn thương, chạch khớp, gãy xương, đau, nhức mỏi. Đó, những người nào mà bị đau nhức mỏi xương khớp thì chúng ta cũng uống được ha, viên uống bổ khớp Càng Đông. Tăng cường tạo dịch khớp để bôi trên, giúp khớp vận động dễ dàng mà không bị làm bào mòn sụn, không bị làm bào mòn sụn. Cải thiện nhanh chóng các chấn thương do chơi thể thao hoặc là mang vác nặng. Thì chúng ta có thể sử dụng viên uống bổ khớp Càng Đông nha nhà mình. Đối tượng sử dụng nè, người có vấn đề về đầu gối khi leo cầu thang hoặc là đứng làm việc cả ngày. Khi mà chúng ta leo cầu thang mà nó kêu lụp cộp đó ha, hoặc là nó có dấu hiệu là đau thì nó còn nhẹ thì chúng ta nên uống bổ sung cái viên uống bổ khớp Càng Đông. Chúng ta đừng để nó quá nặng thì lúc đó chữa rất là khó và tốn tiền. Rồi, những người mà sử dụng máy tính liên tục, đau khớp tay, cổ tay, những người mà lắc chuột nhiều đó thì nó cũng dễ làm tổn hư hư khớp. Hồi xưa mọi người mình lúc đó mình cũng có lắc chuột nhiều á, bây giờ cái cổ tay này mình cũng bị đau nha. Mình cũng làm bị đau khớp nha. Cái cổ tay này hồi đó lắc chuột nhiều quá cái nó đơ luôn, nó sưng luôn. Bây giờ nó không có cụp được, nó chỉ như vậy thôi nha mọi người. Tay mình ở đây cũng là đang đau khớp á, và mình cũng có bổ sung các loại sản phẩm xương khớp. Rồi. Duy trì một tư thế học tập và làm việc liên tục, tức là mọi người mà ít thay đổi tư thế đó. Mệt mỏi với nhiều công việc nhà, người thường xuyên leo trèo vận động thì chúng ta đều phải bổ sung. Người cao tuổi cần bổ sung dinh dưỡng cho khớp và sụn. Ngày uống một lần, mỗi lần 2 viên và uống sau ăn 30 phút. Thành phần trong này thì gồm có là chiết xuất từ sụn ri cá mập, glucosamine, vitamin C, vitamin B1, B6, vitamin D vân vân và các thành phần thảo dược quý khác. Như vậy đó là mình đã giới thiệu với mọi người xong cái viên uống bổ khớp Càng Đông của Hàn Quốc. Một cái hộp này là có 2 lọ nha nhà mình nha. Một cái hộp này là có 2 lọ. Và mỗi lọ là 90 viên. Mỗi lọ là 90 viên mà một ngày thì chúng ta sử dụng là 2 viên. Ngày một ngày uống là một lần mà một lần 2 viên. Như vậy thì ở trong này nó có 2 lọ, như vậy chúng ta sẽ uống được 90 ngày là 3 tháng ha. Và trong cái line này shop bán là 990.000 một hộp này và miễn ship nha. Miễn ship 990.000 miễn ship. Ai mua được thì gọi điện thoại đến số 0925 36699 hoặc là chúng ta vào Zalo của số 0925 36699. Trên line này là hôm nay shop sale là miễn ship nha. Em đi bây giờ shop sẽ khui cho mọi người xem nha. À, cái này nó còn garanti này nha, còn cái hạn sử dụng là đây nè,
7 12 tháng 7 2024 nha mình. 12 tháng 7 2024 nha, mọi người xem kỹ nha. 12 tháng 7 2024. Và bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người xem nha. Còn ở đằng trước nè, đằng trước là 1200 mg nè, nhân với 90 này, nhân với 2 nè, tức là cái hàm lượng của nó 1200 mg và nó hai lọ trong này. Bây giờ mình sẽ khui ra nha. Trong này nó còn cái lọ nữa. Hàng của Hàn Quốc thì có cái đặc điểm là họ làm bao bì rất là đẹp nha mình. Hộp trong, hộp ngoài, hộp lớn, hộp bé, nói chung là rất là đẹp. Hộp rất là chắc chắn. Còn hàng Mỹ thì nó rất là đơn giản, chỉ có cái hộp nhựa không thôi, không có cái hộp giấy bên ngoài. Đây, mọi người thấy nha, làm rất là đẹp luôn nè. Đây, bên trong này còn có hai cái hộp giấy nhỏ nữa nè. Đây, đó, nó rất nhiều loại hộp luôn, hộp trong, hộp lớn, hộp bé. Rồi còn thêm một cái lọ nhựa bên trong này nữa. Mình sẽ khui bên trong này cho mọi người xem nha. Do đó là hàng của Hàn Quốc là bao bì là cực đẹp luôn. Đây ạ. Một cái lọ nhựa, cái hộp giấy này là thêm cái hộp giấy bên ngoài nữa nè. Hàng của Hàn Quốc là nó về bao bì là làm khỏi chê luôn nha mọi người. Đó. 990 một hộp miễn ship nha, là shop sale đó là 990 một hộp miễn ship. Bình thường là shop bán cặp này là 1,2 triệu nha. Và hôm nay sale là 990 mà miễn ship luôn. Ai mua thì để lại địa chỉ, số điện thoại cho shop nha. Viên uống bổ khớp can đông nha nhà mình. Viên uống bổ khớp can đông nha. Đó. Một một cặp là hai lọ nè, một lọ là 90 viên. Một hộp là 90 viên ha. Cầm có hai lọ. Và uống một ngày là hai viên. Như vậy một cặp này chúng ta sẽ uống được 90 ngày ha. Một cặp này chúng ta sẽ uống được 90 ngày nha. Như vậy là chúng ta uống được 3 tháng đó, 990 ngàn và chúng ta uống được 3 tháng. Ai mua thì để lại địa chỉ, số điện thoại hoặc là chúng ta vào Zalo của số 0925366299 để được mua sản phẩm nha. Đó. Đây là viên uống bổ khớp can đông của Hàn Quốc. Mọi người thấy đây cái hình bên ngoài nè, là cái hình cái khớp bị nóng đỏ nè. Những người nào bị đau khớp rồi thì rất là khổ sở ha. Thì mình cứ mua cái loại này mình uống mình sẽ thấy có hiệu quả. Rồi, ai mua viên uống bổ khớp can đông gọi điện đến số 0925366299 hoặc là để lại địa chỉ số điện thoại ha, hoặc là vào Zalo của số 0925366299 để được mua sản phẩm 99 một hộp, hai lọ miễn ship. Rồi tiếp theo là shop sẽ giới thiệu một cái sản phẩm tiếp theo là cũng của Hàn Quốc luôn nha.